Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi tổng hợp những tin tức nổi bật diễn ra trên thế giới được dư luận quan tâm. Sau đây là phần tin chi tiết. Trung úy tư pháp của tiểu đoàn biệt động 641 ở Kharkov, Yuri Masalitin, cho biết trong trường hợp quân Nga tấn công, anh ta sẽ ra lệnh cho các binh sĩ trong đơn vị của mình hạ vũ khí. Masalitin khẳng định anh làm vậy vì muốn cứu mạng binh sĩ dưới quyền, Sĩ quan Masalitin đưa ra tuyên bố về việc đầu hàng trong cuộc trò chuyện với một quân nhân Nga. Vì này nói rằng, nếu các ông đến khắc cốp, tất nhiên chúng tôi sẽ không lấy gì làm vui mừng, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận đầu hàng. Sẽ không ai rời khỏi khu vực của tôi. Ngay cả đối với tiểu đoàn của tôi, tôi không phải là chỉ huy tiểu đoàn, nhưng tôi sẽ yêu cầu lữ đoàn của mình giao nộp vũ khí và không bắn vào bất kỳ ai. Theo Masalitin, chỉ huy tiểu đoàn là Viktor Domansov, không được ai tôn trọng. Anh nói về vị chỉ huy của mình như sau, đây là một con sâu chuyên đánh cắp thức ăn. Hắn ta ăn trộm như điên, vì thế mà không có gì để nuôi quân đội. Tôi đã yêu cầu chúng tiết chế ham muốn tham nhũng lại và đã bị đánh gãy hai xương sườn, chấn thương sò não. Có lẽ họ đã đánh tôi khoảng 40 phút. Tuy nhiên quân sĩ đối xử với tiểu đoàn trưởng như gia súc và họ đối xử tốt với tôi. Họ cũng làm rất nhiều việc có ích trong đời sống dân sự. Họ xứng đáng được sống. Đừng quên tôi chính là người lo vấn đề tư pháp của tiểu đoàn này masalitin cũng nêu rõ quan điểm anh không ủng hộ chính quyền ukraine hay nga mà chỉ đơn giản là muốn cứu mạng sống của những người lính sĩ quan này nói rằng nếu tiểu đoàn đầu hàng các bạn hãy bắt tôi và đừng bắn một phát nào tôi sẽ yêu cầu họ giao nộp vũ khí ngay lập tức tôi không ủng hộ bất kỳ chính phủ nào tôi sẽ yêu cầu bàn giao vũ khí để cứu các chàng trai tôi không ủng hộ quyền lực mà ủng hộ cuộc sống Trả lời hãng thông tấn RIA của Nga vào hôm 15 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Duma Quốc gia Nga Alexei Zuravilov tuyên bố quân đội Nga đã tấn công vào vị trí của một nhóm lính đánh thuê người Pháp ở Ukraine. Không những vậy, nghị sĩ này cũng nói rằng Moscow sẽ tiếp tục tấn công các lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine trong tương lai trước đó điều phối viên của lực lượng nikolayev sergei lebedev xác nhận với trianovosti rằng quân đội nga đã tấn công vào vị trí của một nhóm lính đánh thuê người pháp ở thành phố Slavyansk thuộc vùng donetsk ông zuravilov nói chúng tôi tiếp tục đánh và sẽ còn đánh trong tương lai đối với chúng tôi lính đánh thuê nước ngoài là mục tiêu ưu tiên đồng thời nghị sĩ nga cũng cảnh báo những người lính đánh thuê người pháp sẽ không còn cảm thấy an toàn khi ở ukraine nghị sĩ quốc hội ukraine Mariana Bezuhalaya tuyên bố rằng chính quyền Ukraine đã tự nguyện trao Crimea và Donbass cho Nga từ cách đây 10 năm, khi họ không quyết định ban bố tình trạng nội chiến và bắt đầu hoạt động chiến sự chống lại cư dân các khu vực miền đông. 10 năm trước, chính quyền ở Ukraine đã phát động chiến dịch mà họ coi là để chống khủng bố, nhằm ngăn chặn Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập. Chiến dịch này đã dẫn đến vô số vụ pháo kích vào các điểm dân cư, cũng như gây thương vong hàng loạt cho người dân Donbass. Như nữ nghị sĩ Bezu Hulaya viết trên trang Facebook cá nhân rằng, tình hình với cái gọi là chiến dịch chống khủng bố thực sự là một trong những sự kiện đáng xấu hổ và thảm khốc nhất trong lịch sử Ukraine. Chính quyền Kiev đã trao Crimea và miền đông cho Nga. Trung úy tư pháp của tiểu đoàn biệt động 641 ở Kharkov, Yuri Masalitin, cho biết trong trường hợp quân Nga tấn công, anh ta sẽ ra lệnh cho các binh sĩ trong đơn vị của mình hạ vũ khí. Masalitin khẳng định anh làm vậy vì muốn cứu mạng binh sĩ dưới quyền. Sĩ quan Masalitin đưa ra tuyên bố về việc đầu hàng trong cuộc trò chuyện với một quân nhân Nga. Vì này nói rằng, nếu các ông đến khắc cốp, tất nhiên chúng tôi sẽ không lấy gì làm vui mừng, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận đầu hàng. Sẽ không ai rời khỏi khu vực của tôi. Ngay cả đối với tiểu đoàn của tôi, tôi không phải là chỉ huy tiểu đoàn, nhưng tôi sẽ yêu cầu lữ đoàn của mình giao nộp vũ khí và không bắn vào bất kỳ ai. Theo Masalitin, chỉ huy tiểu đoàn là Viktor Domansov, không được ai tôn trọng. Anh nói về vị chỉ huy của mình như sau, đây là một con sâu chuyên đánh cắp thức ăn. Hắn ta ăn trộm như điên, vì thế mà không có gì để nuôi quân đội. Tôi đã yêu cầu chúng tiết chế ham muốn tham nhũng lại và đã bị đánh gãy hai xương sườn, chấn thương sò não. Có lẽ họ đã đánh tôi khoảng 40 phút. Tuy nhiên quân sĩ đối xử với tiểu đoàn trưởng như gia súc và họ đối xử tốt với tôi. Họ cũng làm rất nhiều việc có ích trong đời sống dân sự. Họ xứng đáng được sống. Đừng quên tôi chính là người lo vấn đề tư pháp của tiểu đoàn này. Masalitin cũng nêu rõ quan điểm, anh không ủng hộ chính quyền Ukraine hay Nga mà chỉ đơn giản là muốn cứu mạng sống của những người lính. Sĩ quan này nói rằng, nếu tiểu đoàn đầu hàng, các bạn hãy bắt tôi và đừng bắn một phát nào, tôi sẽ yêu cầu họ giao nộp vũ khí ngay lập tức. Tôi không ủng hộ bất kỳ chính phủ nào, tôi sẽ yêu cầu bàn giao vũ khí để cứu các chàng trai. Tôi không ủng hộ quyền lực mà ủng hộ cuộc sống. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga trong bản báo cáo chiến trường mới nhất cho biết, trong một đợt tập kích bất ngờ, lực lượng Nga đã tiêu diệt số lượng lớn lính đánh thuê từ Mỹ, Ireland và Azerbaijan đang chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Cứ điểm lính đánh thuê bị san phẳng bằng một quả bom lượn siêu mạnh. Trong số những lính đánh thuê thiệt mạng có cựu binh lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ Cedric Shark Gam, lính đánh thuê người Ireland Joseph Gamble và lính đánh thuê người Azerbaijan Asgarov Fektahir. Hình ảnh những lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng cũng được đính kèm trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố thông tin hàng trăm lính đánh thuê Pháp đã đến Slavyansk của Ukraine. Vào ngày 15 tháng 4, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vị trí của lính đánh thuê Pháp ở Slavyansk, nơi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine, tiêu diệt cả lính Pháp và lính Ukraine. Các nhà quan sát của kênh Telegram quân sự Nga đưa tin, sau một cuộc tấn công tên lửa mạnh vào Chukujev ở vùng Kharkov, các sĩ quan hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả giám đốc tình báo quốc phòng, tướng Kirillo Budanov có thể đã thiệt mạng. Các tác giả cũng đề cập đến nhiều nguồn thông tin của Ukraine nói về sự việc gây chấn động này. Bộ chỉ huy Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Theo dữ liệu sơ bộ, ông Budanov đã đến thăm một đơn vị quân đội ở làng Chukujev vào đêm trước khi tên lửa Nga tập kích. Các sĩ quan Ukraine khi ấy ở trong ký túc xá trên lãnh thổ của đơn vị quân đội cũng bị tấn công. Thậm chí một số đại diện truyền thông còn đưa tin về cái chết của tướng Oleksandr Syrsky, người đã đi cùng Budanov đến các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kharkov. Trong hai ngày qua, quân đội Nga đã phá hủy một số cơ sở làm nơi triển khai của các sĩ quan Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Ngày hôm trước, vị trí của lính Pháp bị tấn công ở Slavyansk. Những thông tin mới nhất liên quan đến ông Budanov sẽ được chúng tôi cập nhật và xác minh thêm trong những bản tin tiếp theo. Theo kênh Military Summary, lực lượng Moscow đã thiết lập được hoàn toàn quyền kiểm soát ngôi làng Simeonovka, đồng thời tiếp tục dọn dẹp Berdychi. Kênh Ridoka cho biết tại Abdiivka, sau khi chốt chặn các đơn vị Ukraine ở khu vực Novo Kalinovo, lực lượng Moscow tấn công Ocheretino, một trung tâm hậu cần quan trọng của đối phương trong khu vực này. Theo đó, việc Ocheretino sụp đổ, mất đi vai trò vị trí trung tâm cung cấp thường xuyên cho các đơn vị Ukraine trong khu vực này, có thể sẽ đe dọa bộ chỉ huy Ukraine với một cuộc khủng hoảng chiến thuật khác trước ưu thế vượt trội của đối phương. Kênh German xác nhận, chiều qua ngày 15 tháng 4, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương khỏi Simenoka. Tuy nhiên, công việc truy quét tàn quân Ukraine tại khu định cư vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, họ cũng tiếp tục phát triển thành công ở phía bắc Berdychi, hướng tới Ocheretino. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 4 cho biết, một nhóm binh sĩ sử dụng xe tăng T-80 và xe chiến đấu bộ binh đã loại bỏ một đơn vị của Ukraine và giành quyền kiểm soát một cứ điểm. Theo thông báo, một nhóm binh sĩ hoạt động trên xe tăng T-80 và xe thiết giáp đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực được chỉ định ở phía Bắc để loại bỏ các mục tiêu quân sự Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, dưới hỏa lực liên tục của đối phương, các kíp lái của T-80 và BMD 2K -AU vẫn có thể đột nhập cứ điểm của Ukraine và nổ súng, loại bỏ các quân nhân ở đó. Sau cuộc giao tranh của các đơn vị thiết giáp, nhóm tấn công đã tiến vào cứ điểm và thiết lập quyền kiểm soát ở đó. Địa điểm chi tiết nơi diễn ra vụ tấn công chưa được tiết lộ. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi đội cường kích ném bom Su-34 của nước này đã loại bỏ một sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom có sức công phá lớn ODAB-500, kết hợp mô đun lập kế hoạch và điều chỉnh. Kênh Rai ba đưa tin, quả ngọt phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine có nguy cơ mất toàn bộ khi lực lượng Moscow đang hình thành thế bao vây Rabotino. Lực lượng Kiev báo cáo rằng binh sĩ Nga đang chiếm giữ tất cả các vị trí chủ chốt và nguy cơ không thể giữ được ngôi làng này. Các cuộc đụng độ ở Rabotino và phía tây bắc Vyobovoye đã được báo cáo. Trước nguy cơ khu định cư đã giành được trong cuộc phản công hè thu năm ngoái bị thất thủ, lực lượng Ukraine đã tăng cường tuyến phòng thủ thứ cấp ở khu vực Orekov để sẵn sàng ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương. Trong khi đó, kênh Zlaty 71 cho biết, có tin quân Nga tiến sâu hơn vào vị trí của đối phương khi các nhóm xung kích, được hỗ trợ bởi xe bọc thép và máy bay, đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của Chasovia. Các cuộc đấu súng đã và đang diễn ra dọc đường Selena và đang dần tiến gần đến kênh Sevetsky Donets Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Estonia, thiếu tướng Enomus mới đây tuyên bố rằng Nga có khả năng đạt được bước đột phá ở Kharkov và chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine chỉ bằng một đòn đánh. Nhưng để duy trì quyền kiểm soát khu vực này sẽ đòi hỏi sự hiện diện của một lực lượng lớn hơn đáng kể. Enomus mô tả chiến lược của Nga ở Ukraine là sử dụng chiến thuật amip, trong đó có sử dụng các lực lượng nhỏ hơn phân tán trên nhiều khu vực với hy vọng xác định được cơ sở của quân đội Ukraine để từ đó huy động một lực lượng lớn hơn đánh vào. Tờ Musk bình luận rằng, mặc dù Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom nhằm vào thành phố, nhưng để chiếm được khắc cốp vẫn là một thách thức. Ông Musk nói, Nga có thể đột phá phòng tuyến của quân đội Ukraine trong thành phố chỉ trong một lần tấn công, nhưng để giữ nó trong tầm kiểm soát sẽ cần nhiều quân hơn. Và đây chính xác là những gì người Nga ngày nay đang thiếu. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2, và kêu gọi ông kiềm chế không tấn công các nhà máy lọc dầu của nga tờ washington post dẫn nguồn tin cho biết yêu cầu của bà harris đã gây bực tức cho ông zelensky và các trợ lý của ông các nguồn tin lưu ý rằng tổng thống ukraine đã bác bỏ những khuyến nghị này vì ông không chắc liệu chúng có phản ánh quan điểm đồng thuận của chính quyền joe biden hay không tờ báo cho biết thêm trong những tuần tiếp theo mỹ đã xác nhận cảnh báo này trong nhiều cuộc trò chuyện với phía ukraine Đặc biệt, những tuyên bố này được đưa ra bởi đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc và Tình báo Mỹ, cũng như của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Joe Sullivan, người đã đến thăm Kiev vào tháng 3. Tuy nhiên, kể từ đó, Ukraine đã tấn công một số cơ sở của Nga, bao gồm cả vụ tấn công vào ngày 2 tháng 4 và nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga là Taneco, nằm ở Tatarstan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo trên X ngày 15 tháng 4, Tuần này chúng tôi sẽ xem xét những dự luật riêng được sửa đổi phù hợp để tài trợ đồng minh Israel, hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, củng cố đồng minh ở Ấn Độ, Thái Bình Dương và biện pháp bổ sung để đối phó các đối thủ, củng cố an ninh quốc gia. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của các hạ nghị sĩ Cộng hòa cùng ngày. Theo ông Johnson, tổng giá trị 4 dự luật mới do Hạ viện đề xuất, tương đương dự luật đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 2, nhưng có vài khác biệt, trong đó một số khoản viện trợ sẽ thực hiện dưới hình thức vay nợ. Phe Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến công bố nội dung các dự luật sớm nhất vào sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương. Sau quá trình xem xét 72 giờ theo quy định, ông Johnson nói việc bỏ phiếu có thể bắt đầu vào ngày 19 tháng 4. Giáo sư người Mỹ John Mesmer tuyên bố trên kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive rằng quyết định của Liên minh Bắc Đại Tây Dương năm 2008 mời Ukraine tham gia khối quân sự này đã dẫn đến hậu quả thảm khốc. Giáo sư Mỹ nhận xét, Hãy trở lại tháng 4 năm 2008, khi chúng ta đưa ra quyết định cho Ukraine gia nhập NATO, chúng ta đã đặt ra và tự chuẩn bị loạt hậu quả chính trị thảm khốc. Chúng ta sẽ phải sống chung với điều này trong thời gian dài. Theo ông Bessemer, phương Tây đã thực hiện bước đi cực kỳ ngu xuẩn. Ông giải thích rằng nếu Kiev không được mời tham gia khối liên minh quân sự, thì giờ đây, theo quan điểm của ông, Crimea và Donbass có lẽ vẫn là phần lãnh thổ của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với LBC, Ngoại trưởng Anh David Cameron giải thích lý do tại sao Anh không thể hỗ trợ Ukraine bắn hạ máy bay không người lái của Nga như vừa giúp Israel bắn hạ hầu hết máy bay không người lái của Iran. Ông Cameron cho rằng, việc lực lượng không quân Hoàng Sa bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ukraine đồng nghĩa với việc NATO trực tiếp xung đột với quân đội Nga khiến khủng hoảng leo thang. Ngoại trưởng Anh nói, nếu bạn muốn tránh sự leo thang trong một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở châu Âu, tôi nghĩ điều bạn cần tránh là quân NATO trực tiếp giao chiến với quân đội Nga. Ông cũng cho biết thêm rằng, sử dụng máy bay phản lực không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng để bắn hạ tên lửa vào máy bay không người lái, vì hệ thống phòng không làm nhiệm vụ này tốt hơn. Vì vậy, ông Cameroon tuyên bố rằng Ukraine có nhu cầu đáng kể về các hệ thống phòng không, đặc biệt là Patriot, nhưng đáng tiếc Vương quốc Anh lại đang thiếu hệ thống này. Iran được cho là đã sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 cùng một số loại tên lửa tầm xa tiên tiến trong cuộc không kích quy mô lớn vào Israel đêm ngày 13 tháng 4. Truyền thông địa phương đưa tin Iran đã sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử và một số loại tên lửa đạn đạo tầm xa để tiến hành một loạt cuộc tấn công vào Israel cuối tuần qua. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc tấn công mạnh mẽ của Tehran nhằm vào Israel có sự tham gia của 170 UAV, hơn 30 tên lửa hành trình và hơn 120 tên lửa đạn đạo. Trong khi quân đội Iran thông tin rất ít về loại vũ khí được sử dụng cho cuộc tấn công, thì truyền thông địa phương cho rằng quân đội nước này đã sử dụng nhiều hệ thống tiên tiến để không kích vào Israel. Theo Press TV, trước khi các UAV và tên lửa xuất kích, Iran tấn công vào hệ thống radar và lưới điện của Israel gây mất điện. Trong khi đó, hãng thông tấn Mer News cho biết, cuộc không kích có sự tham gia của hàng chục UAV Shahed-136. Loại UAV có cánh hình tam giác này rất khó bị radar phát hiện do tín hiệu thấp. Nó có tầm hoạt động 2.000 km và có thể mang tải trọng lên tới 50 kg. Theo sau đàn UAV là loạt tên lửa. Vẫn theo Press TV, Iran dường như đã sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm trung K-3 Shekan có khả năng mang đầu đạn nặng tới 500 kg. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Tehran đã phóng một số tên lửa siêu thanh Fata, một trong những hệ thống tiên tiến nhất của nước này, có tầm bắn lên tới 1.400 km và được cho là có khả năng né tránh hệ thống phòng không nhờ tốc độ cao và khả năng cơ động. Iran còn được cho là đã sử dụng tên lửa Kosamsa-4 có tầm bắn 2.000 km và trọng tải 1.500 kg. Trong khi đó, Fabian Hins, chuyên gia về quân sự Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Berlin, Đức cho rằng, cuộc tấn công còn bao gồm tên lửa hành trình PAV-351 với tầm bắn 1.650 km. Cũng trong ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian nói rằng nước này không muốn căng thẳng gia tăng, nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu Israel trả đũa. Chính quyền Iran cũng khẳng định vụ tấn công Israel cuối tuần trước là hành động đầu tiên trong chiến lược cứng rắn mới của Tehran, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đối mặt với phản ứng trực tiếp và trừng phạt nếu tiếp tục tấn công trong tương lai. Phó tránh văn phòng của Tổng thống Iran, Mohammad Jamshidi, viết trên mạng xã hội X rằng, chiến dịch thắng lợi của Iran có nghĩa là kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc. Bây giờ phương trình đã thay đổi. Việc chính quyền Israel nhắm mục tiêu vào nhân sự và tài sản của Iran sẽ gặp phải phản ứng trực tiếp và trừng phạt. Trong khi đó, tổng thống Ibrahim Raisi cũng khẳng định chiến dịch này đã mở ra một trang mới và dạy cho Israel một bài học. Điều này báo hiệu một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước, trong đó Iran và Israel chiến tranh ngầm với các cuộc chiến ủy nhiệm và các hoạt động bí mật trên khắp Trung Đông hoặc xa hơn. Tổng thống Pháp Macron hôm 15 tháng 4 kêu gọi các bên nhất trí lệnh ngừng bắn cho các cuộc xung đột lớn trên toàn cầu, bao gồm Ukraine, Giải Gaza và Sudan trong thời gian diễn ra Olympic Paris. Tổng thống Macron cho biết khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Pháp vào đầu tháng 5, ông sẽ nhờ lãnh đạo Trung Quốc hỗ trợ để thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic. Ông Macron cho rằng, ông Tập cũng đã làm công việc tương tự trước thềm Olympic mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng dự lễ khai mạc sự kiện này và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 4 tháng 2 năm 2022, khoảng 20 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Giới chức tình báo Mỹ, châu Âu nhận định Trung Quốc đã biết trước kế hoạch của Nga và đề nghị Moscow không hành động cho tới khi Olympic Bắc Kinh kết thúc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác thông tin cho rằng đây là nỗ lực nhằm chuyển hướng đổ lỗi và bôi nhọ Bắc Kinh. Tổng thống Putin cũng nói, ông không báo trước cho Trung Quốc về kế hoạch phát động chiến dịch khi gặp ông Tập, do Bắc Kinh hiểu rõ lập trường của Moscow về Ukraine. Ngày 16 tháng 4, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định miễn là cả hai đều tôn trọng nhau và tìm kiếm điểm chung. Ông Scholz đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ khi chính phủ Đức đưa ra chiến lược giảm rủi ro từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm ngoái. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông Sean, miễn là hai nước tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung trong lúc có những khác biệt, liên lạc và học hỏi lẫn nhau và đạt được sự hợp tác cùng có lợi, thì quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Hôm 15 tháng 4, ông Sean nhấn mạnh cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Đức phải công bằng, đồng thời cảnh báo không nên có lập trường bảo hộ. Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin, một số đại biểu quốc hội và nhà lập pháp Georgia đã lao vào ẩu đả sau khi tranh cãi nảy lửa về dự luật đại diện nước ngoài trong buổi họp hôm 15 tháng 4. Quan sát từ đoàn phim được công bố trên trang web của cơ quan lập pháp Georgia, người xem có thể thấy lãnh đạo đảng công dân đối lập Aleko Elisavili bất ngờ chạy lên bục phát biểu, tùng liên tục vài cú đấm vào đầu thư ký của đảng giấc mơ Georgia cầm quyền Mamuka Dinarade. Ngay sau đó, cuộc hỗn chiến lan rộng khắp phòng họp khi các nghị sĩ quốc hội Georgia khác cũng lao vào cự cái, thậm chí là vung tay chân với nhau. Trong khi các vị nghị sĩ tranh cái, không ít người dân Georgia cũng tổ chức một cuộc biểu tình ở thủ đô Tbilisi cùng ngày. Nguyên nhân khiến những nghị sĩ hỗn chiến ngay tại phòng họp quốc hội, người dân phẫn nộ biểu tình bởi một số đại biểu Georgia bắt đầu xem xét lại bản dự thảo luật đại diện nước ngoài hôm 15 tháng 4. Lý do khiến dự luật gây tranh cãi bởi nó yêu cầu các tổ chức phi chính phủ báo in, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình có nhận từ thế lực nước ngoài ít nhất 20% thu nhập hàng năm dưới hình thức hỗ trợ tài chính hoặc đóng góp bằng hiện vật phải đăng ký với Bộ Tư pháp là đại diện có ảnh hưởng nước ngoài. Trong đó, dự luật này định nghĩa thế lực nước ngoài là các cơ quan chính phủ nước ngoài, các công dân nước ngoài, các pháp nhân được thành lập không theo pháp luật Georgia, cũng như các quỹ, hiệp hội, công ty, nghiệp đoàn và các tổ chức, hiệp hội khác được điều chỉnh theo luật pháp quốc tế hôm 3 tháng 4 vừa qua, Đảng Giấc mơ đột nhiên giới thiệu lại dự luật gây tranh cãi này với cơ quan lập pháp. Ở lần giới thiệu này, thay vì sử dụng cụm từ đại diện có ảnh hưởng nước ngoài, các nhà lập pháp Đảng Giấc mơ lại thay thế bằng cụm từ táo bạo hơn là tổ chức theo đuổi các lợi ích của một thế lực ở nước ngoài. Hãng tin AFP cho biết cảnh sát đã bắt được một đối tượng sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở phía tây Sydney, Australia. Thông tin ban đầu cho biết vụ tấn công đã có một vài người bị thương, trong đó có một giám mục, khi ông đang thực hiện một bài giảng đạo qua sóng trực tuyến. Vụ việc được cho là xảy ra vào tối ngày 15 tháng 4 tại khu vực ngoại ô phía tây Weekly, Sydney. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi có tin báo có người bị đâm. Theo lực lượng cảnh sát, không có người bị thương nào có vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Một người đàn ông đã bị bắt giữ. Vụ tấn công xảy ra hai ngày sau khi Sydney chấn động bởi vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại đông đúc khiến 6 người thiệt mạng kẻ tấn công đã bị một nữ cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường. Hiện cũng chưa có bằng chứng cho thấy hai vụ này có liên quan đến nhau. Thưa quý vị, CEO Tim Cook đang ở Hà Nội. Điều này thể hiện việc Việt Nam ngày càng đóng vai trò then chốt với chuỗi cung ứng của Apple như một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của nhà sản xuất iPhone, MacBook, Apple Watch. Hãng tin CNBC của Mỹ nhấn mạnh rằng Tim Cook đến Việt Nam trong lúc Apple muốn tìm cách tăng doanh số bán hàng ở thị trường mới. Tờ báo này cũng lưu ý chuyến thăm Hà Nội của CEO Apple diễn ra trong giai đoạn thử thách đối với gã khổng lồ công nghệ. Những công bố được IDC, tập đoàn dữ liệu quốc tế đưa ra vào ngày 15 tháng 4 cho thấy, ở quý đầu tiên trong năm nay, số iPhone xuất xưởng trên toàn thế giới đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Apple cũng đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường smartphone cao cấp ở các thị trường quan trọng điển hình như Trung Quốc. IDC nhấn mạnh rằng Apple trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh bán chạy thứ ba tại Việt Nam chỉ sau Oppo và Samsung. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.